Công an Bà Rịa Vũng Tàu đưa gần 400 người dân miền Tây về quê theo nguyện vọng. Theo đó, trong ngày 7 tháng 10, hơn 400 công dân có quê quán tại ba tỉnh Long An, Bạc Liêu và Kiên Giang đang tạm trú lưu trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, không thuộc khu vực phong tỏa và đã được xét nghiệm sàng lọc có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ được hỗ trợ về quê theo nguyện vọng. Tỉnh đã bố trí 14 xe phương trang và 4 xe tải để chở công dân, hành lý và phương tiện. Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã bố trí 2 xe dẫn đoàn nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt lộ trình di chuyển từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về các địa phương. Ban giám đốc Công an tỉnh cũng đã quan tâm, chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho lực lượng dẫn đoàn phải bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình di chuyển. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Cơ quan chức năng khuyến cáo bà con có nhu cầu về quê cần đăng ký với chính quyền địa phương để được hỗ trợ, tiếp nhận và đảm bảo an toàn theo quy định phòng chống dịch bệnh.